Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này. Và anh em đang xem một video đua ngựa cực kỳ hấp dẫn giữa các cao thủ của server Hành Sơn. Tại anh em đang thấy rằng sau khi khu vực di chuyển ngay cái ô màu chỗ này thì Khải này di chuyển được khoảng hơn 200m được ra được khỏi cổng thành rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi sự hấp dẫn giữa các chiến đội và các anh em đang tham gia tại khu vực này. Tí nữa sẽ có đồ chơi anh em, có đồ chơi chúng ta kích vào đồ chơi và nhặt được ba cái thuốc lắc, mấy thuốc lắc này nọ các kiểu anh em, giống như là thuốc lắc trong game đua xe thú hồi xưa anh em hay chơi á, đua xe thú mà anh em hay chơi chơi trên đĩa anh em. Đó, ví dụ nhặt được cái quả bô hoặc là nhặt được vật phẩm chón, là nhặt được gì đó, có dám mà xài thôi anh em. Hiện tại bây giờ chưa xuất hiện anh em à. Cố gắng rồi, để coi thì tí nữa có nhặt được cái đồ chơi nào. Đó, đang dính đồ chơi. Ông nào quấn đồ chơi à. Ôi, mấy ông này trước thì cũng nhận đồ chơi hết rồi. Đồ chơi nó có số lượng có hạn nha em. Đồ chơi số lượng có hạn nha em. Trốn. Đồ chơi số lượng có hạn nha, không phải. À đây. À, có một đồ chơi, tiếp tục. Hai đồ chơi. Lôi này. Chạy này. Đang nhận được tăng tốc di chuyển trong 20 giây. Ngon. Ui, khả nhận được, cãi mới cắn được rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay hello Hải nha. Hôm nay đánh sao cảm giác lạ quá, đánh bữa 2-3 ngày này đánh không được. Đang nghiên cứu thử hay bị tình trạng bị kéo lên. Mà hôm nay chém 130 mấy mạng mà không có top nổi, chán thiệt chứ. Với lại tầm này cảm giác hơi bị xuống tay nè, hơi bị xuống tay. Để cố gắng thêm. Để thêm mua thêm ít vào làm một tận nữa múc anh em. À, chưa có cũng vào làm một tận nào. Cảm giác hơi yếu tầm này, mấy ông mạnh quá. Mấy ông này, ông nào cũng vào làm một tận. Mình chưa có cuốn nào. Hàng chót rồi à. Kiểu này sợ liệt con chuột lắm anh em. Khả năng giữ chuột anh em, giữ chuột 100 mới chạy được anh em. Anh em mà thả chuột anh em đơ đứng im luôn ấy. Thả chuột là đứng im luôn anh em. Đó, đang đi đường vòng anh em, khả năng đi đường vòng bên này. Quay dạ, dạ, đủ sân. Này mới xuất hiện đồ chơi được một cái gì lôi nó khả nút rồi. Nút cho mấy ông đi sâu dậm đinh. Lần này anh em cổ vũ thử được top hạng bao nhiêu anh em? Em cổ vũ top hạng bao nhiêu anh em? Hôm qua top 51 cũng được 20 triệu. Đồ chơi. Trời không nhận được, Chạy. Chơi xa quá. À mình nhận được. Giảm tốc độ đối phương 10 giây, ok. Ây da. Ây da. 960 giây nữa, 960 giây nữa. Hơn 10 phút. À, mình auto 5 ngón thôi, không là nó lao lên. À, ok. Khải không đứng ở đâu à? Để Khải nghiên cứu lại những video của ba tặng đánh xem. Giờ hôm qua Khải cũng có xem rồi thì cũng tìm vị trí góc chém vào dịt cũng đông á. Mà tầm này bây giờ trong tấm kim ít người nữa. Tầm này tấm kim có khoảng 80 ạ anh em. Mình cảm giác như là mình không nhìn được vị trí đẹp á. Ấy da. Mình chém toàn chặt. Top. Đúng người hàng máy đây. Nói chung là hai ngày này xuống tay quá. Em phải nghiên cứu thêm anh em ơi. Mấy hôm top 2, top 3 là dưới vài tầng tí này mà top 10 mấy. Chắc chắn phải Khải mà nghiên cứu lại. Nó coi xem đua ngựa top máy đây. Ui trời. Đua ngựa này là cố gắng nằm trong top 100 anh em. Cố gắng top 100 là được 20 triệu kinh nghiệm cho anh em. Chúng ta là thọt hàng rất hàng đấy. Là rất hàng đấy. Không chót nào đâu anh em. Không chót nào đâu. Đồ chơi. Đó, một cái đồ chơi hãm tịnh như đây. Một cái 7-5 giây à, mình sẽ thả 7 dính 5 giây trong nào đây. Mình sẽ thả hôm nào dính 7-5 giây rồi. Ui trốn nữa nè. Hàng chót hả? Nói chung là Khải cũng hay xem mà mới xem 1-2 lần à. Hôm trước mấy clip kia xem không có rõ. Hôm qua có 1-2 clip cũng không coi rồi.
Bỏ cả tập chứ. Khải nay đang tập đánh phim 3 phim 4 rồi anh em. Đang tập đánh phim 3 phim 4 bỏ rồi mà. Con lông mà sao đam kép vào nút động nè. Chạy chạy chạy. Mày chạy đi bưởi, chạy đi bưởi. Dính bẫy nó cùng. Dính bẫy nó cùng. Ai da ai da ai da. Với lại do mới tăng điểm nữa là cảm giác đánh cũng lạ lạ anh em. Anh em dự đoán thử đua ngựa bao nhiêu? Anh em dự đoán thử đua ngựa bao nhiêu? Thằng nghĩ đua ngựa lần này Khải phải trên trên 40. Này Khải đi đường tắt anh em, Khải đang đi đường tắt anh em. Ui, đường tắt nhiều nhiều bom vậy. Kiểu này giữ chuột anh em, giữ chuột nhiều khi đơ chuột hư chuột ấy. Một cuộc đua ngựa diễn ra khoảng 10 phút anh em. Ừ, cứ đánh thoải mái thôi, cái đầu nè. Lượm được cái phi tóc hoàng. Ờ, ok ok. Trời, dính chó liên tục vậy. Ờ, Khải cũng đang cũng đánh phím hay bom phím 1. Mà đang tập phím thôi, đang tập phím giống Hải. Đang tập phím mới 3 ngày nay đang tập phím 3, phím 4 thôi không? Đợi phim dưới phím 3, phím 4 á. Đang tập. Ok ok. Chung là đánh cũng có ngày này ngày nọ nè. Nói chung hồi trước bao tốt tầm này càng quá ai cũng khỏe nên mình cảm giác mình tù lại nè, cảm giác mình yếu lại liền. Như lại đang tập cái đánh 3-4 nè, 3-4 đang tập cái đánh 3-4 nên là hơi lạ tay một tí. Anh em thấy Khải đang tập bên giống như bà Tân đó, anh em cũng hướng dẫn các kiểu thì cũng tập tành thôi. 52 hả? À, dự đoán 52 hả? Khả nghĩ hơn 40 anh em. Người hạng 38 hả? Sao thấy 38, 32 được anh em tự dự đoán vui vậy? Chạy, 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 chạy. Cho rồi. Chưa có cung lét nữa. Trời ơi, kẹo này đông vậy. Chạy mất coi. Hồi trước tăng sức mạnh 400 mà đó phiên bản siêu nhân rồi anh em. Phiên bản siêu nhân sức mạnh 400 bình thường. Còn lại sinh khí. Đó phiên bản siêu nhân, phiên bản thường. Một ba bốn cách hơi xa. Ok ok. Để chỉnh qua số 2. Chúng ta còn khoảng một cây số nữa đến đích. Đích là khúc này anh em. Đích là phim chỗ này anh em. Không biết hạng bao nhiêu. Đồ tầm này đồ chơi ít vậy. Này chạy này tìm ít đồ chơi mà ta. Lúc này đi bù đông đi thúi quá. Bù đông thì thối quá. Đồ nó tôi mới đi về đất một hạng nhanh vậy. Đậu xanh đi hạng một rồi. Còn đi đua ngựa này một tuần dám mua con chuột khác anh em. Giữ chuột liên tục anh em, không dám thả anh em. Thả là nó đứng im. Thả là đứng im anh em. Trời ơi, trời ơi. Biết mùi giải này như thế nào là trời ơi. Chọn liên tục. Con nờ tơ melody chạy nhanh vậy, top 1 rồi. Mới review cũng xong top 1 luôn, vãi chưa. Con này không lừa chứ phải con ngựa chạy thấy ghét. Lâu vãi. Cố gắng top 20 nữa. Ôi, cố gắng top 100 nữa nhận 20 triệu anh em. À, có đồ chơi. Ui, mít đồ chơi rồi. Chạy luôn nhanh lắm. Đồ chơi bên tay trái sao quá. À, bà tăng con đau anh em ơi. Bà tăng con đau BK cực kỳ tốt. Auto top 1 rồi. Đánh đằng nào top 1 quá hay. Không phải bàn cãi về bà tăng rồi. Bà tăng từ đầu server đến giờ anh em xem thì auto top 1 rồi.
mấy hôm còn Gersonal tranh giành đây hết rồi. Gersonal sau này thấy Đức bắn rồi, Gersonal trước này nghỉ game mà Khải không thấy ở Tống Kim luôn em. Gersonal hôm nay chắc Đức bắn đi đâu rồi. Hồi trước là thứ gì chịu nổi, ở thời gian 8x thì có thứ gì chịu nổi Thiên Nhẫn, tầm lên 9x thì có bà tăng Yolok với lại Gersonal, cho đến bây giờ cũng tầm đó thôi. Trời ơi 600 giây chết 10 phút kiểu này chưa cắn được ai. Ui cố gắng chạy qua cánh này thôi mày. Benetton hạng 4 ai xà xà gơ nha, cái này được hạng 4 chạy gơ nha, đua ngựa gơ nha. Nãy Khải mới bắt đầu chặn nó bị đít, nó giật ra sâu nè vái. Bắt đầu đua ngựa ngay nó đứng tít ở sâu, hơn là mình cũng vượt qua được một số anh em. 32 rồi à. Sao anh em biết 32 anh em? Anh em dự đoán như nào hay vậy? Anh em nhìn nào biết Khải đang hạng 32 hay vậy anh em? Hello anh em nha, chúng em buổi tối xem được như vậy. Sau này xem bước tiếp. Hạng 5 Nubanchi. Ồ gơ vậy. Phải chạy. Ui. Rồi lần này hơn được hạng 4x không em? Hôm qua hạng 51. Và anh em xem livestream thì hạng 51 khá là thú vị. Hơn trong top 100 là được nè. Cứ trong top 100 là được 20 triệu. Ui, trốn nữa. 480 giây. 8 phút nữa để về đích. Cuộc đua chúng ta chỉ còn khoảng 480 giây. Chi mình hạng xấu. Món này canh đua gơ ấy. Ui, chạy người này chạy chậm. Kinh thiệt, kinh hồn. Chóng liên tục nữa chứ. À mất một lần một tịch. Với mình phân phối được điểm lên cấp. Đúng rồi 10 hãy thì ok. Tầm 10 hãy thì tầm 300 hơn sức mạnh, 350 400 là ok. Rồi chúng ta đã vào cổng thành. Leo lên đài là vào đất anh em à. Leo lên đài sẽ vào đất anh em à. Ta đã có 9 người 9 người rồi, 10 người. Liều 3 ô mà. Ok canh nha. Tắt lên chân 13. Khá sẽ hạng mấy đây? 19 Goku, anh em thấy chưa? Được hạng 19 liền chứ. Hôm qua là bị lắc thôi anh em. Hôm qua là Khải anh em có xem video livestream hôm qua á. Vãi nồi hôm qua thì Khải về đích rồi mà nhắn vào nó không chạy anh em. Nhắn vào 4-5 lần thằng nào bên sơn mới được. À, hôm nay anh em thấy cái chất lượng chưa? Đây hạng 19 nha. Ui, cái gì gài kỳ vậy ta? Hôm nay Tống Kim cũng 19. Rồi đua ngựa cũng 19, chứ mai làm con đề 19 quá anh em. Anh em thấy chưa? Nè Tống Kim này, đâu rồi Tống Kim này, độ Tống Kim xa quá mất rồi. Hôm nay Tống Kim top 19 đã chán chán rồi. Rồi đua ngựa cũng 19 vãi rồi. Rồi xong cái này chắc anh em phải ngày mai phải làm con lô 19 này. Ngày mai anh em phải làm con lô 19 này, anh em thấy không? Số 19 này. Đó. Thấy chưa? Giá hơn rồi anh em, hôm qua Khải hạng 51 là ăn. Ngày 19 là ok rồi. Chắc rồi. Ok đi anh. Hôm nay 19 anh em. Rồi, quá chắc. Anh em xem video đừng quên đỡ lại video này một like, chia sẻ ủng hộ cho nha anh em. Ở server này sẽ có cái hoạt động nào thì cả sẽ làm video up cho anh em xem.